bây giờ thì chúng ta cùng đến với trận đấu mà tất cả chúng ta cũng đang chờ đợi. Đó là Na'Vi vs Empire. Na'Vi vs Empire. Bounty Hunter được bèn ra. Whips. Whips đã bị bèn ra. Bây giờ thì sẽ là gì đây? Chúng ta có thể thấy là lượt pick tiếp theo có rất nhiều sự lựa chọn. Rất nhiều sự lựa chọn ở đây. Magnus, một hot pick trong thời gian gần đây đã trở thành hot band. Daxia là một hot pick là đương nhiên. Một hot band bây giờ sẽ trở thành một hot pick, đó là Daxia và Bad Rider như thường lệ đã bị bán ra. Hai lượt pick họ hoàn toàn có thể có những sự lựa chọn. Luôn luôn là những lượt pick tiếp, hai lượt pick này thì thường là pick những hero như Jakiro, Queen of Pain. Đây là một, nhưng hoàn toàn với Na'Vi tất cả đều có thể, bất kỳ một hero nào cũng có thể được Na'Vi đánh. Phải chăng là những lượt band mà chúng ta phải trầm trồ thán phục. Đến cả Batmi của mình cũng không còn được chín như bình thường nữa. Tại sao mì chín rồi? Templar Zin. Mì chín rồi mà vẫn thành hình vuông, có ai giải thích được câu này không? Bạn nào mà phàn nàn là mình không phải là bình luận viên chuyên nghiệp thì bạn thông cảm, mình stream 6-7 tiếng rồi chưa ăn gì, đói quá. Lượt pick tiếp theo phải chăng sẽ là một hero đi rừng như Chen chẳng hạn. Jakiro, một hot pick. Radiant team pick. Hoàn toàn họ có thể pick Enigma thời điểm hiện tại hay Naga. Bill cho mình thông báo một chút nhé, là kéo gần đây thì tổng số kill là 37, thì có một bạn tên là LX đã ăn được kèo 7 uncommon với số kill đạt là 39 nhé. Vâng, có một bạn ăn kèo vừa rồi rồi, xin chúc mừng bạn NXT ABCDKM gì đó. Rất chỉ là giọng hồn hèn không thể nghe được hết, nhưng dù ra thì chúng ta cũng sẽ vào trận đấu này. Bên nó được ban ra, không hiểu vì sao Puppy lại thường xuyên pick hoặc ban bên. Tôi không hiểu vì sao, có thể là vì nó im 3 thật. Nhưng có thể đấy là ít, rất ít khi có team nào pick Broodmother, một hero tổ của Live Heaven cũng đã được ban ra. Hôm nay Na'Vi full roster. Không có, không phải full. Full mà. Buffy, Xbox, Dandy, Love Heaven. Trận này best of one hay best of three? Best of one. Đánh vòng tròn tính điểm trong bảng mà. Windrunner được ban ra, Keeper of the Light được ban ra. Có khi nào Brewmaster sẽ được chơi bởi Dandy Dimit, Jakiro sẽ được chơi bởi SS, Templar Zin sẽ cho Xbox chơi. Tôi không nghĩ là Templar Assassin sẽ chơi với Xbox rồi, tại vì dạo này ở trên stream của mình thì Dandy rất thường đánh Templar Assassin, và có thể Templar Assassin sẽ chơi với Dandy ở mid đấy. Với Na'Vi, Na'Vi không gì là không thể. Có thể trận này họ sẽ đánh Sirius. Thật ra thì không phải là Pew không biết là Dandy đánh Templar Zin, nhưng như Pew nói đó là không gì là không thể với Na'Vi. Đó chính là điều mà tôi... Ai vậy? Đừng mở loa, đừng mở loa. Thông cảm, ai đang mở loa, đừng mở loa.
Có vẻ là Navi đang thiếu một hero solo lane. Nhưng mà Enigma thì chắc chắn sẽ đi rừng, còn Brewmaster sẽ farm với sự bảo kê của Yakiro. À, mình xin nói là nếu như có bạn nào mà đang xem bên Dota Gạch 2.vn mà có ý kiến rằng là mình không để delay và có muốn report mình thì các bạn cũng có thể làm. Mình không để delay bởi vì đây là stream dành cho người Việt Nam và chắc chắn là hai team Navi cũng như Empire sẽ không có xem stream của mình vì bởi vì họ cũng chưa biết mình là ai. Mong bạn không cần thiết phải làm như vậy, nó cũng không... Đây là mình chỉ muốn làm cho mọi người xem được gần gũi hơn với cả hai team và xem thực tế. Còn nếu mình stream này là stream cho người nước ngoài thì mình chắc chắn là sẽ để delay, và đây không phải là mình không muốn để delay. Tất cả các giải đấu nghiêm túc mà có team Việt Nam mình đều để delay. Mong là bạn, nếu bạn nào đó đang xem, mình không thể biết chắc được bạn nào đang xem, nhưng mà mong các bạn thông cảm cho điều này. Cũng chỉ là mong muốn cho người Việt Nam chúng ta xem được nhanh hơn và thật hơn với trận đấu mà thôi. Đấy, đúng như tôi dự đoán, Navi Andy sẽ chơi trên là Sentinel mà. Trận này chắc là Navi không chu như hôm qua đâu. Chúng ta có thể thấy là bây giờ thì chúng ta cũng đến với line up của cả hai đội. Chắc chắn là Navi không thể chu mãi được. Nếu như họ cứ tiếp tục thua thì họ sẽ tự cho họ vào vị trí cuối bảng. Trận đấu này có thể thấy là họ đã pick rất nghiêm túc với đội hình combat cực khủng. Puppy sẽ là người chơi Enigma, Xbox sẽ là người chơi Brewmaster, Dandy sẽ là người chơi Templar Assassin, SR chơi Jakiro và Lifehaven sẽ là người chơi Weaver. Trong khi đó thì bên phía Empire, Go Black sẽ là người chơi... Winner, đừng để cái thở, đừng để nghe nó ấy khó chịu. Go Black sẽ là người chơi Undying. Okay. À, hai gạch ngang sẽ là người chơi một hero còn lại bây giờ chưa được pick, tôi cũng không để ý lắm. Skandan sẽ là người chơi Rubik, sẽ là người chơi bởi 2.2. Skandan sẽ là người chơi Darkseer, Blow Your Brain sẽ là người chơi Sven và Fun sẽ là người chơi Kling. Trận đấu được bắt đầu rồi. Không hiểu vì sao Xbox lại đi xuống dưới bot. SR cũng đã đi xuống dưới bot cùng Xbox. Enigma bởi Puppy cũng vậy. Lifehaven sẽ farm ở trên top. Không phải, cũng đang di chuyển xuống dưới bot. Có lẽ là họ muốn combat sớm ở trong rừng của đối phương. Không thể nào khi mà họ đi lệch nhau như thế này, không thể có combat sớm được. Nếu muốn có combat sớm thì họ phải đi đều với nhau ngay từ đầu. Và đây không phải là một lineup có thể có được first blood sớm. Nhìn vào đội hình của Empire có thể kể cả đánh nhau ngay bây giờ thì Empire sẽ là người giành chiến thắng. Kling sẽ là người có đi solo bot. Có vẻ là họ sẽ muốn combat sớm ở bot. Hoặc là ba hero này sẽ đi xuống hỗ trợ cắm mắt để cho Kling sell solo bot, xong rồi họ sẽ di chuyển lên đường top thôi. Cả hai bên đều đang chờ rune. Illusion. Puppy là người ăn được rune. Kling sẽ là người solo bot, chắc chắn là Kling sẽ đứng hit level một cách dễ chịu mà thôi. Enigma sẽ đi rừng dưới. Brewmaster sẽ solo với Kling, đây là một ý kiến không hay một chút nào khi mà Kling có khả năng bắn xa và núp early bởi skill 1 của mình cũng khá khỏe.
nếu như theo đường skill 1 hoặc skill 2, Harass khá khó chịu. Và khả năng invi rất khó bắt, trong khi đó thì Brewmaster sẽ phải đứng được mặt ra và chấp nhận. Ở trên top thì Brewmaster, xin lỗi các bạn, Weaver sẽ solo với Sven và Rubik. Đây là một bộ đôi có khả năng giết Weaver nếu như Weaver không nắn nót. Harass liên tục đến từ Rubik. Có thể thấy là Undyne đã di chuyển ra. Bây giờ là Go Black. Go Black đã có một hút strength, nhưng liệu như thế là có đồ First Blood? Xbox là người ăn được, đi sai hướng rồi. Poppy xấu con đệ của Enigma early game bắn cực kỳ đau luôn. Thật ra thì đúng ra Poppy vừa rồi có một pha xử lý phải nói là cực kỳ tinh tế. Anh ta móc ra phía sau, anh ta đi rừng dưới và móc ra phía sau Undyne khi đang di chuyển ra lane. Có thể thấy là sự gọi là tinh tế trong lối chơi. Trong khi đó chúng ta sẽ cùng kiểm tra qua last hit và deny của các thành viên trong game. Bây giờ thì có thể thấy là Na'Vi đang ôm trọn cái game này khi có 3 thành viên đang đứng ở đầu. Lượng vàng chênh lệch hiện nay đã lên đến 750 ngay lập tức, sau mới chỉ có 1 phút, bây giờ là 2 phút. Live Heaven đi solo lane chắc chắn là chúng ta tự tin vô cùng. Và khả năng Live Heaven là một người chơi mà tôi rất thích ở cái khoản đó là anh ta luôn chơi nghiêm túc, không bao giờ trô. Kể cả trong một trận đấu mà Puppy có pick trô đến như thế nào đi chăng nữa, nhấc lên rồi sẽ là một stun rồi. Live Heaven sẽ chạy được, không có vấn đề gì hết. Không có Sentry làm sao bắt. Kể cả khi là Puppy có pick trô, Dandy có đánh trô, Puppy có đánh trô thì Live Heaven luôn là thành viên mà không bao giờ trô. Anh ta luôn chơi những con hero tổ, hay kể cả là không hero tổ thì anh ta vẫn cứ luôn luôn chơi nghiêm túc, luôn last hit deny chuẩn mực và di chuyển hợp lý. Nhưng có một điều với Live Heaven mà dễ nhận thấy, đó là Live Heaven khi một khi đã fail thì rất là khó để vật lại cho anh. Anh có một tâm lý là đó là rất cứng khi mà anh ta chơi nghiêm túc, nhưng một khi đã fail thì có thể thấy là anh ta bị tâm lý gì đó. Tôi đã từng rất nhiều lần nhìn thấy Live Heaven bị gọi là tâm lý khi anh ta lỗi một combat nào đó, Beastmaster chẳng hạn. Anh ta lỗi có một trận đấu ở The International khi mà Live Heaven chơi Beastmaster bị lỗi, và sau đó thì thường xuyên là lỗi cho cả đến khi trận đấu kết thúc thì thôi. Tất nhiên tôi hiểu Na'Vi cũng như các đội trên thế giới đều là những đội game chuyên nghiệp. Họ có tâm lý vững vàng, nhưng có thể thấy là khi mà pro đấu với pro mọi chuyện đều có thể xảy ra. Empire cũng không phải là một đội dễ chịu một chút nào. Trong khi đó thì Sven đã giết được Weaver trên top khi chúng ta vừa di chuyển camera lên. Là một pha mà Weaver có lẽ là đã hơi bị tham công tiếc của khi cố gắng giết Rubik. Review xem tình hình nó mít nữa. Bản thân tôi ở mít tôi Chicken không bị tôi rất khó nghĩ nếu như là mà Dandy muốn giết được Scandal, Duxia cũng rất là khó, mà kể cả là Duxia muốn giết Templar Sim cũng rất khó với hai hero như thế này. Hai hero này đã Jack Hero dưới bot đã chết rồi. Trong khi đó thì có thể thấy là Puppy sẽ phải chạy, đang bị đuổi theo, còn rất ít máu đã cắm cây. Trong khi đó thì có thể thấy là Go Black còn rất nhiều mana, vẫn còn một lần hút strength nữa, nhưng máu được ăn lên bởi Puppy là rất nhiều. Trong khi đó thì Sven đã di chuyển ra, nếu như đuổi được Puppy thì chỉ cần một stun mọi chuyện sẽ kết thúc. Đã di chuyển ra rồi, bây giờ là đảo lại. Có thể là Sven ở phía sau, Xbox cũng đã ở đây. Thổi lửa rồi, có thể là Dandy sẽ ra rồi. Một chém vẫn đủ để kết thúc. Trong khi đó thì là bây giờ là mini stun phù hợp với nhau rất hay.
hai mạng, 3-2, xử lý với nhau rất nhuần nhuyễn. Lượng vàng chênh lệch hiện nay là 500. Có vẻ như Empire đã lấy được lại thế chủ động của mình, nhưng Navi vẫn có phần nhỉnh hơn. Lúc này thì Live Heaven vẫn đang farm rất tốt ở trên top khi mà phải đi lane khó. Đây thật ra gọi là lane khó cũng đúng, mà lane dễ cũng đúng. Trong trận đấu này chúng ta có thể thấy là Seven và Rubik sẽ đi Weaver, trong khi đó ở dưới bot thì chúng ta thấy là Kling vẫn chưa farm được nhiều, mới ngang ngửa với Brewmaster. Bởi vì Kling sẽ không được bảo kê nhiều, ăn đây không phải là một hero bảo kê, chỉ là những hero giữ cho lợi thế ở lane này thuộc về Kling mà thôi, không phải là một hero bảo kê như Rubik, Jakiro hay là một stun hay là gì đó. Trong khi đó thì Brewmaster và Xbox đã có rời mana. Ở mid thì chúng ta thấy là Darkseer farm sẽ không được bằng Templar Assassin, bởi vì Dandy sẽ là tay dài. Vâng, ba cái trap thẳng liền nhau. Chúng ta có thể thấy là Darkseer sau khi có bình cũng như là có được Ring of Basilis thì có lượng mana, hồi mana khá lớn, và anh ta sẽ cố gắng lên giày máu. Enigma đang ở trong rừng và liệu có một pha đã cắm mắt rồi. Pape mini stun là rất đau, luồn ra phía sau và đủ để giết hay không? Vẫn đủ để giết mặc dù là Heaven bị stun. Có thể thấy rằng sự phối hợp ăn ý với nhau đến như thế nào, có lẽ là đến từng khoảnh khắc chúng ta có thể thấy là chỉ là một hit, chỉ là cách biệt nhau một hit thôi, nhưng bây giờ là trộn, họ quyết định sẽ push. Chỗ này chắc chắn là sẽ không đổ xuống trong đợt push này, nhưng ít nhất là nửa bình cũng đã phải nằm xuống. Jakiro đã ra và họ quyết tâm là push chỗ này chăng? SR không có nhiều mana, họ cần phải suy nghĩ. Có lẽ là họ sẽ đợi đợt creep sau. Lúc này thì giày máu đã được hoàn thành ở trên Weaver. Họ hoàn toàn có thể push được, bây giờ thì họ hoàn toàn có thể push được khi Jakiro ở đây. Có thể thấy là Rubik đã có một pha để lure creep ra, nhưng có thể thấy là máu thì mất rất nhiều rồi. Weaver là người ăn được, đúng ý. Lại vẫn rất thổ báo lao lên. Một stun. Đã có mini stun. Đóng bằng chuẩn xác. Có đủ đem để kết thúc hay không? Live Heaven đã đủ. Một pha bait rất hay. Tiếp tục push chỗ top mà không có bất kỳ một pha đẹp nào cả. Xbox hoàn toàn làm chủ được lane của mình, mặc dù bị harass rất nhiều. Weaver còn ở lại đây, cố gắng thêm một chút. Trong khi đó Dandy ở mid cũng làm chủ được lane của mình, khi chúng ta có thể thấy là Dandy đã có bình và giày, chúng ta có thể thấy đã lên được giày phây nữa. Có vẻ là Navi đã vào thế đánh, vào cái lối đánh thường xuyên họ đánh, chứ không phải troll như những trận trước nữa. Dire's middle tower is under attack. Phải chăng là có phần cay cú đến từ cả hai bên khi Xbox đã bắt đầu troll, và Kling cũng có phần, cũng có một câu nói lại và có dấu hỏi. Phải chăng là Xbox nói là mày đi lan không ổn hay sao? Templar xin đèn đây.
đã bật ra. Trong khi đó thì Xbox đã mở ult sẽ là một stun chắc chắn rồi. Triple kill. Vẫn chưa muốn về. Cuối cùng đã phải di chuyển về rồi. Trong khi đó thì Weaver vẫn đang free farm ở trên top. Thật ra thì không hẳn là free farm mà là free push. Push tự do. Weaver đang tập làm quen với bộ môn. Có lẽ là để sắp tới tham dự Olympic với môn chạy vượt rào. Thì chúng ta có thể thấy là trụ top đã đổ đến hơn một nửa máu, 3/4 máu rồi. Và cứ để như thế này thì kể cả là wave clip sau nếu như không ai ra đép thì có nghĩa là trụ này sẽ nằm xuống. Rubik giật được một con, cảm thấy rất sung sướng. Weaver thật sự không còn sợ. Vâng, chúng ta đã từng được xem bộ phim là Bi ơi đừng sợ. Trận đấu này có lẽ là chúng ta sẽ đặt tên cho Light Heaven là Light đừng sợ. Có thể thấy là một mình anh đi lane từ đầu đến giờ nhưng anh không hề run sợ một chút nào. Anh ta hoàn toàn tự tin. Last hit deny và D-Land của mình. Trong khi đó thì Enigma với những pha xử lý thần thánh chuyên môn di chuyển rất chi là nói sao cho đúng tinh tế vô cùng. Có thể thấy là đã có mini stun. Bắn rất đầu. Kling vẫn đang free farm. Không sớm thì muộn sẽ có Orchid. Xbox sắp có Blink rồi. Chúng ta thấy là Weaver vẫn đang tập môn vượt rào. Một rào là chưa đủ với anh. Trong khi đó thì bây giờ Linh đã push được. Bây giờ là một pha lao lên. Chém rất đau. Blink lên. Một đấm. Nhưng Dandy ơi, Dandy đã phải bọc giáp. Một pha đóng băng thần thánh. Bây giờ là mini stun. Trời lừa. Đấm không chết. Nhưng một viên đạn bay theo của Enigma đã kết thúc. Trong khi đó thì Live Heaven đã di chuyển từ top lên hỗ trợ và đã kết thúc được hero còn lại, đó là Daxia. Những pha di chuyển rất hiểu ý nhau của team Na'Vi. Weaver ra hỗ trợ liên tục với những pha combat ở ngay trên lane hoặc là ở mid. Đó chính là đôi đánh mà bản thân tôi khi có team rất thích đánh những người chơi offlane mà chơi tìm mua như vậy. Họ không chỉ biết farm ở lane của họ. Ra hỗ trợ liên tục. Lúc này thì đã có, không biết là lên gì đây. Yasha đã hoàn thành, không biết là ai lên Yasha đây. Mekan thì chắc chắn là Puppy lên rồi. Điều này là điều, nếu như chơi nghiêm túc thì điều đó là điều không thể tránh khỏi. Yasha là của Weaver đấy. Weaver vừa mua Yasha kiếm nhật. Với việc lên kiếm nhật như thế này thì Kling một Sentry cắm xuống là Kling sẽ ra đi. 1-2 không đồ đóng băng. Gem đã được cầm, bây giờ thì chạy đi đâu. Trong khi đó ở mid thì Xbox đã phải mở ult để đáp trộ, nhưng bây giờ thì là lốc lên đèn đây. Một đấm, hai đấm chết Rubik. Trong khi đó thì anh ta cũng bị Xbox giết. Có thể thấy rằng là bây giờ làm sao chạy. Một stun là không đủ. Ưu tiên đến từ Seven, lượng đèm rất lớn đến từ Life Heaven cũng như Dandy. Team One, Team One, GG gọi ở phút thứ 15. 19 mạng. GG kết thúc trận đấu rất nhanh và rất sớm. GG rồi, họ không muốn kéo dài thêm nỗi đau. Na'Vi vẫn chưa quit, họ muốn ăn Roshan. Vâng, họ vẫn muốn ăn Roshan. Ngày hôm nay có lẽ là ngày mà Na'Vi được trả lương mà cảm thấy nhẹ nhàng nhất trong lịch sử nghề nghiệp của họ. 15 phút và có lẽ là ăn lương cả ngày. GG. Chừng này Na'Vi quá này. Combat đi kể. Chỉ 15 phút và 19 mà chúng ta có thể thấy là xem không hề buồn ngủ một chút nào. Không hề buồn ngủ một chút nào. Phê đến từng sợi chân tóc.
Vâng, phê đến từng chân tóc. Bạn bố là trường ăn kèo chín ăn common. Vâng, bạn bố là trường ăn chín ăn com. Bố là trường còn ở đây không ạ? À?